Sau trận chung kết lượt đi AFF Cup giữa Việt Nam và Malaysia tối 11 tháng 12, hàng ngàn cổ động viên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổ ra đường Đi Bảo, để lại lượng lớn rác thải trên khắp tuyến phố. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ đang nán lại cùng nhau thu gom rác bằng dụng cụ mà các bạn tự chuẩn bị rồi gom thành túi to và mang đến các thùng rác trên phố đi bộ. Hành động này không chỉ giúp các công nhân dọn dẹp đỡ vất vả hơn mà còn tạo nghĩa cử đẹp khiến nhiều người nhanh chóng chung tay phụ giúp. Tại vì ở mình cũng hay thường làm cái đây cho nên là mình thấy mình phụ. Có nghĩa là lúc trước mình cứ đi mình thấy rác thì mình cũng hay lượm để mình bỏ vào rác á. Cho nên là bây giờ mình thấy đông rác nhiều quá mà mình thấy đường về nhà thì nó xa. Với lại đông người mình chưa đi về được cho nên là mình phụ mấy chị thêm thôi. Nói chung là bây giờ thì mới giới trẻ thì bây giờ cũng mong là các bạn thì ý thức hơn một xíu về cái việc xả rác. Thì có nghĩa là khi mà mình cầm rác thì mình cầm trên tay có thể tới những cái chỗ mà thùng rác cái công cộng đấy mà dùng thôi. Chứ đừng có để khi đi cái xong rồi đứng về là y chang vậy. Bởi vì mình biết rằng là sau mỗi cái cuộc vui thì mọi người sẽ hân hoan với cái vui đó mà mọi người ra về. Thì mà tụi mình bày trí sẵn và tụi mình ra để tụi mình dọn dẹp vệ sinh. Mỗi cuộc vui chúng ta vui cùng đất nước, nhưng mà chúng ta cũng đừng có quên cái nhiệm vụ chung là chúng ta nên giữ một cái màu xanh cho Việt Nam của mình, xanh sạch và đẹp. Đó là ý thức chung và mình hy vọng là mọi người cũng sẽ cùng chung tay và giữ gìn vệ sinh chung với tụi mình.